Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Đặng Thiên Phục, founder của AZ Film Việt Nam. Gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi của các nhà đầu tư về việc chia sẻ cho các nhà đầu tư biết về những cái danh mục đầu tư của AZ Film Việt Nam. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những danh mục đầu tư của AZ Film Việt Nam. Trên đây là danh mục đầu tư dài hạn của chúng tôi. Thứ nhất là về phần blue chip thì chúng tôi lựa chọn 4 cổ phiếu như sau. Thứ nhất là cổ phiếu MWG. Thì đây là một cổ phiếu số 1 của ngành bán lẻ Việt Nam với vị thế rất là vững chắc cũng như là các lợi thế cạnh tranh bền vững. Và MWG cũng là một trong những doanh nghiệp ít ở Việt Nam đứng đầu vị thế ở rất nhiều mảng kinh doanh. Thứ nhất là đối với mảng điện thoại di động, MWG là doanh nghiệp số 1 chiếm khoảng 50% thị phần, tức là gấp khoảng 7-8 lần doanh nghiệp đứng thứ hai là FRT. Thứ hai là về cái mảng điện máy xanh thì Thế giới di động cũng đứng đầu Việt Nam với dự kiến cuối năm 2019 có thể đạt 40% thị phần. Như vậy là đã gấp khoảng độ 5 lần các đối thủ thứ hai như là Pico, Nguyễn Kim hay Media Star. Và tiếp theo là Thế giới di động cũng đã có các cái sản phẩm bổ sung bán nhưng mà lại mang lại cái hiệu quả thật là không ngờ, như là về kính mắt chẳng hạn, chỉ sau một năm đưa vào kinh doanh thì Thế giới di động cũng chiếm vị trí số 1 ở Việt Nam. Thứ hai là màn phụ trợ đồng hồ chẳng hạn, thì khi đưa vào hoạt động thì Thế giới di động cũng chỉ mất một năm thôi để đứng vị trí dẫn đầu về cái mảng đồng hồ này. Và tiếp theo là bổ sung cho cái chuỗi điện máy xanh thì Thế giới di động cũng đã bán rất nhiều các cái nồi niêu song chạm, những cái vật dụng nhà bếp, thì kết quả thu được cũng rất bất ngờ. Trải qua hơn 8 tháng họ đã đạt được tới hơn 5.000 tỷ doanh thu riêng mảng này. Và tiếp theo, Thế giới di động có một cái mảng vô cùng tiềm năng trong dài hạn, đó chính là mảng bách hóa xanh. Thì tính đến nay thì Thế giới di động cũng đã có được gần 840 cửa hàng chỉ trong vòng vài năm phát triển. Và dự kiến đến hết 2019, Thế giới di động có thể đạt 1.000 cửa hàng và hết 2020 có thể đạt tới 2.000 cửa hàng. Và cái thành tựu của bách hóa xanh đạt được thì cũng không hề kém cạnh các đàn anh một chút nào. Khi ở Thế giới di động mới chỉ tập trung vào cái mảng này đâu đó hơn một năm nhưng đã đạt được cái doanh thu rất là cao, kỳ vọng đến hết 2019 có thể đạt 10.000-1.000 tỷ doanh thu tương ứng với Big C và Metro. Và như Thế giới di động cũng đã có kế hoạch 2020 mở thêm 1.000 cửa hàng nữa, nâng tổng số cửa hàng lên 2.000. Và chúng tôi cho rằng đến 2023 Thế giới di động hoàn toàn có thể trở thành nhà bán lẻ về các cái cửa hàng tiện lợi, bách hóa các thứ số 1 Việt Nam với doanh thu khoảng độ 50.000 tỷ. Tiếp theo, cổ phiếu thứ hai tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong danh mục của chúng tôi chính là cổ phiếu FPT. Thì FPT là một cổ phiếu số 1 về lĩnh vực công nghệ và viễn thông tại Việt Nam. Thì FPT với cái đội ngũ nhân sự IT lên đến khoảng độ 17.000 người thì đã gấp khoảng độ 10 lần so với những đối thủ thứ hai. Thì công ty có rất là nhiều các cái lợi thế cạnh tranh, ngoài việc sở hữu cái lợi thế nguồn nhân lực giá rẻ ở Việt Nam có chất lượng tương đối tốt thì FPT còn sở hữu cho mình một cái hệ sinh thái hỗ trợ rất tốt, đó chính là trường đại học FPT. Thì trường đại học này hàng năm sẽ cung cấp khoảng 40-50% cái nhu cầu về kỹ sư công nghệ thông tin cho FPT. Ngược lại, FPT Software lại là nơi bảo đảm cái đầu ra cho sinh viên của đại học FPT, từ đó tạo điều kiện cho FPT tuyển sinh rất là tốt. Thì không những vậy mà FPT còn có được cái mức định giá rất là hấp dẫn, khi đâu đó chỉ khoảng 12-13 lần, trong khi tăng trưởng lên đến khoảng 20-25% một năm. Cá biệt là từ 9 tháng gần đây thì FPT đã tăng trưởng tới 29,5% lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó thì FPT cũng là một trong những doanh nghiệp số ít vừa tăng trưởng rất là cao nhưng lại trả cổ tức tiền mặt rất tốt, khoảng 4-5% trên thị giá. Và cổ phiếu thứ ba trong cái danh mục blue chip dài hạn của chúng tôi là cổ phiếu PNG. Thì đây là doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam về lĩnh vực bán lẻ vàng trang sức. Thì PNG có hơn 300 cửa hàng bán lẻ trang sức ở khắp Việt Nam. Với cái vị thế dẫn đầu của mình, PNG gấp tới khoảng 10 lần so với các cái đối thủ thứ hai như Presita, tức là Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành ấy, hoặc là Doji. Và PNG đã duy trì được cái tốc độ tăng trưởng rất cao trong các cái năm qua. Và trong thời gian tới chúng tôi cũng kỳ vọng được rằng PNG sẽ có cái grow lên đến khoảng độ 10-15% trong 3-5 năm tiếp theo. Một điều đặc biệt lợi thế của PNG nữa là doanh nghiệp này sở hữu
cái lượng hàng tồn kho chủ yếu là vàng bạc đá quý, do đó nó không những không bị mất giá theo thời gian mà là vật đảm bảo và giá trị theo thời gian rất tốt. Bởi vậy cho nên PLG cũng sẽ được định giá với một cái mức giá rất là hấp dẫn. Cổ phiếu thứ tư chúng tôi đưa ra đó là cổ phiếu RE, thì đây là một trong những doanh nghiệp về công nghiệp đầu tư đa ngành đa lĩnh vực của Việt Nam thành công. Thực mà nói có thể nói là RE là một điển hình hiếm có thành công trong cái việc đa ngành này. Thì RE có cái vị thế rất là mạnh trong những cái mảng kinh doanh mà mình tham gia. Thứ nhất là RE đứng đầu cái mảng cơ điện lạnh. Thứ hai là RE cũng đứng đầu cái mảng văn phòng cho thuê ở Việt Nam. Thứ ba là RE cũng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu sở hữu các cái công ty điện nước ở Việt Nam với danh mục lên đến chục ngàn tỷ. Và thứ tư liên quan đến các cái mảng như là nước chẳng hạn, rồi là các cái mảng khác thì RE cũng đang đầu tư rất là mạnh. Và tiếp theo thì tôi sẽ trình bày quý vị về cái danh mục penny của chúng tôi gồm có 3 mã cổ phiếu chính sau đây. Cổ phiếu thứ nhất là cổ phiếu VAV của công ty cổ phần cấp nước Vivaco. Thì đây là một cái doanh nghiệp cung cấp nước cho một cái vùng rất là rộng lớn ở Hà Nội, khu vực phía Tây, bao gồm các quận, ví dụ huyện Thanh Trì, quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm. Và đây cũng là trọng điểm của khu vực đô thị hóa nhanh nhất ở Hà Nội, với cái nhu cầu nước tăng rất là cao, cộng thêm là cái vị thế là độc quyền ở khu vực này, thì VAV rất xứng đáng được đưa vào một cái danh mục đầu tư dài hạn để mang lại cái lợi suất rất là cao. Bên cạnh đó thì VAV hàng năm cũng trả cổ tức trên thị giá ở trên thị trường khoảng trên 10%, thì đây quả thực là một cái cổ phiếu rất hấp dẫn, vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức rất cao. Và cổ phiếu thứ hai chúng tôi muốn nói trong cái danh mục penny đó là cổ phiếu HND, thì đây là một cái doanh nghiệp nhiệt điện có cái vị thế rất là tốt ở Hải Phòng. Thì doanh nghiệp này hiện nay đang trả nợ dần rất nhiều, từ đó giảm được cái lãi vay rất tốt qua hàng năm, thì lợi nhuận của HND cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng đến năm 2022 khi cái nợ vay giảm dần. Ngoài ra HND còn là một doanh nghiệp có cái tỷ suất cổ tức trên với cái tỷ giá cổ phiếu được hứa hẹn là khoảng trên 10% trong vài năm tới, thì đây xứng đáng là một trong những doanh nghiệp được thêm vào cái danh mục đầu tư dài hạn của chúng tôi. Thứ ba là cổ phiếu PVT. Thì PVT là một doanh nghiệp số 1 của ngành vận tải biển tại Việt Nam. Họ vận tải độc quyền cho BSR 100%. Bên cạnh đó vận tải 30% cái lượng dầu thô cần thiết cho cái nhà máy Nghi Sơn. Ngoài ra thì PVT cũng tham gia vận chuyển các cái tuyến hàng hải quốc tế rất là thuận lợi, rất là tốt, mang lại hiệu quả khá cao. Thì một trong những cái lợi thế của doanh nghiệp này đó là doanh nghiệp này hiện nay đang mở rộng rất mạnh trong cái điều kiện giá tàu đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Thì chúng tôi có cái số liệu thống kê cho thấy rằng giá tàu của PVT sắm hiện nay chỉ đâu đó bằng một nửa so với thời điểm cao điểm 2009 mà thôi. Từ đó tạo ra những cái lợi thế mà bất khả xâm phạm đối với các cái doanh nghiệp vận tải khác ở Việt Nam đối với PVT. Không những vậy, PVT hàng năm vẫn trả được cổ tức trên tỷ giá đâu đó khoảng độ 6,5%, mà lại còn tăng trưởng được khoảng độ 10-15% một năm trong khoảng 5 năm tới. Thì PVT cũng xứng đáng là một cái cổ phiếu cần phải chú ý trong danh mục. Vậy cơ sở nào để chúng tôi lựa chọn những cái danh mục trên? Thứ nhất, chúng tôi cho rằng để một doanh nghiệp có thể đầu tư dài hạn mà lại lợi nhuận cao thì nó cần phải hoạt động trong một cái ngành có tăng trưởng và có triển vọng phát triển trong tương lai tốt, thuận lợi cho các cái doanh nghiệp có thể tăng trưởng doanh thu lợi nhuận của mình. Thứ hai là doanh nghiệp thì cần phải có những cái lợi thế cạnh tranh đặc biệt và rất là mạnh. Chỉ có việc sở hữu những cái lợi thế cạnh tranh đặc biệt và mạnh thì doanh nghiệp mới chống trả được những cái cạnh tranh từ các cái doanh nghiệp khác, và từ đó giúp mình có thể đi xa hơn, đi lâu hơn với cái hiệu quả cao hơn trên đồng vốn bỏ ra. Thứ ba, yếu tố chúng tôi còn rất quan tâm nữa đó là yếu tố quản trị, lãnh đạo và văn hóa trong doanh nghiệp phải tốt. Thì chỉ có những cái doanh nghiệp có cái chất lượng quản trị tốt, lãnh đạo tốt, sử dụng cơ cấu vốn tốt và có văn hóa doanh nghiệp tốt thì mới có thể đưa doanh nghiệp tận dụng được những cái cơ hội trên thị trường một cách lâu dài là thứ nhất. Thứ hai, chỉ có những doanh nghiệp như thế thì cổ đông nhỏ lẻ như chúng ta mới có thể nhận được các cái lợi ích khi đầu tư vào cổ phiếu này. Và cái điểm cuối cùng chúng tôi dựa trên để đầu tư cổ phiếu đó là định giá của các cổ phiếu phải hấp dẫn. Nếu một chiếc Mercedes chẳng hạn
giá đáng 3 tỷ thôi, nếu nó bán hơn 3 tỷ là rất đắt. Thì tương tự cổ phiếu cũng như vậy, thì chúng tôi chỉ mua cổ phiếu khi nó có một mức chiết khấu đủ sâu so với giá trị nội tại. Thông thường chúng tôi dùng thường khoảng chiết khấu 30%, thì chỉ có khi chúng ta mua được chiết khấu cao thì chúng ta mới có được cái lợi nhuận rất là cao, là thứ nhất. Thứ hai là nếu cho dù chúng ta có định giá sai đi chăng nữa, thì với việc mua được giá chiết khấu giá thấp thì cái việc giảm thiểu rủi ro ở trường hợp này là rất là quan trọng. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn danh mục đầu tư dài hạn của Techfin. Bên cạnh đó chính là cái cơ sở chúng tôi lựa chọn những cái cổ phiếu vào danh mục của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.